Chào mừng các bạn đến với ngày thứ tư của series 6 ngày sinh tồn trong rừng nhé. Hôm nay anh em chúng tôi thì sẽ hoàn thiện nốt cái bậc thang và bổ sung thêm một chút lá ở trên mái và vách các bạn nhé, để đảm bảo rằng là mưa và gió thoải mái các bạn ạ. Ngày hôm qua thì sau khi lắp được toàn bộ cái hệ thống vách nó vào thì rất ấm và rất ok, không lo gió nữa các bạn ạ. Một lúc nữa thì anh em chúng tôi thì sẽ đi thăm bẫy này, và sau đó thì sẽ xuống suối để bắt mấy con cá để cải thiện bữa ăn các bạn ạ. Con dao kia đâu anh nhỉ? Nhiều chim quá các bạn ạ. Rất nhiều chim luôn các bạn nhé. Chúng ta đều ngồi đợi thành quả khi anh Tuấn mang về nhé.
Các bạn ạ, anh Tuân anh cũng đi bắn thử chim nhưng mà không bắn được. Nó bay xa quá. Còn đây là cái túp lều với quả rừng huyền thoại của chúng tôi các bạn nhé. Đây. Các bạn mà lấy vợ chẳng hạn hay là lấy chồng muốn có quả rừng cưới huyền thoại này thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi nhé. Tôi sẽ thiết kế và thi công cái công trình đi vào huyền thoại này luôn các bạn ạ. Đấy, đẹp long lanh mộng mơ luôn. Đấy. Yên tâm là không bao giờ dột. Đây mới gọi là tấm giường hạnh phúc các bạn ạ. Mà bây giờ thì hai em tôi sẽ làm cái vách chắn ở phía trước các bạn nhé. Và để một cái cửa thật to nhé. Cửa to. Nhà mình có điều kiện mà, để cửa to rộng cho nó mát. Chúng tôi đã hoàn thành cái túp lều lý tưởng các bạn nhé. Đẹp long lanh luôn ạ. Cái này mưa gió chỉ có khóc thét ở ngoài thôi. Anh Tuân đang gia cố thêm một vài điểm nữa là xong các bạn ạ. Xong thì anh em tôi sẽ đi thăm toàn bộ cái bẫy ngày hôm qua và ngày hôm kia nó trước khi đánh nữa. Các bạn nhá, hôm nay anh em mình lại đi thăm bẫy. Chiều hôm qua thì có đặt, vẫn đặt từ hôm trước nữa, để xem hôm nay là có được con chuột hay là con sóc hay là con gà không các bạn ạ. Hy vọng là sẽ được một vài con để mà cho nó có chất. Chứ không thì hôm nào cũng ăn nguyên rau mấy chuối thế này thì đói lắm các bạn ạ. Một đường khó đi thật.
Đây, chỗ này như đặt một bẫy nha. Chỗ này bẫy đâu nhỉ? Cái này bẫy này đâu rồi các bạn ạ? Không thấy bẫy này đâu luôn. Hôm qua cái bẫy này chính tay tôi đặt luôn, không thấy đâu rồi. À, dây vẫn đây, dây vẫn đây các bạn. Dây vẫn đây rồi. À, các bạn ơi, được một con chuột các bạn ạ. Được một con chuột các bạn nhé. Đây các bạn này. Con chuột rất to luôn, to đùng luôn. Con này khoảng là tầm 3-4 lạng các bạn ạ. Cực ngon này. Ồ, tuyệt vời rồi. Cái này nó thấy hôm nay lại có chất đạm rồi. Sau khi thăm bẫy về thì anh em chúng tôi đã có một chút thành quả là một con chuột các bạn nhé. Và anh Tuân anh đã thường xuống anh đã mò bắt được một con cá. Nên là trưa nay anh em chúng tôi là đỡ đói rồi. Và bây giờ thì anh Tuân anh đang nồi lửa để nướng đồ ăn các bạn nhé. Đây là con cá mà anh Tuân anh đã bắt được các bạn này. Rất ngon luôn. Rất tuyệt vời các bạn nhé. Con cá suối này mà nướng thì quá tuyệt vời rồi. Tôi không biết đây là con cá gì nữa. Con cá này mồm rất to các bạn ạ. Nên các bạn chắc có lẽ đặt luôn tên là cá mồm to đi. Con chuột này có một điều rất đặc biệt các bạn ạ. Có lẽ là một cái món mà vô cùng đặc biệt luôn. Các bạn biết là món gì không? Đây là món cà chuột các bạn nhé. Cà chuột. Thử cái món cà chuột chứ danh này xem là nó sẽ như thế nào các bạn ạ. Vì nếu khu vực dân ở đây thì thường thường là những người nào mà săn được thì sẽ được thưởng là cái thủ. Đó là cái thủ. Và cái món cà này các bạn ạ. Anh Tuân hôm nay anh sẽ thưởng thức cái món thủ lĩnh các bạn.
một số nơi thì họ lại ăn cái mắt mắt con chuột ấy, họ rất thích mắt chuột bởi vì họ quan niệm rằng là ăn mắt chuột thì sẽ rất tinh mắt các bạn, ăn gì bổ đấy. Từ bé đến bây giờ tôi chưa bao giờ được ăn thịt chuột các bạn ạ. Và đây là một trong những cái trải nghiệm mà vô cùng thú vị của tôi. Hy vọng rằng là thịt chuột nó sẽ ngon như cái lời đồn của mọi người. Chuột này thì con nào cũng vậy, nó sẽ có hai cái hạch ở cái đùi của nó các bạn ạ. Thành ra là khi mà làm thịt chuột này các bạn nên chú ý là phải móc bỏ cái hạch ở cái đùi này các bạn nhé. Cái này bóc bỏ cái này nhỏ đi. Em cứ đến đây càng nữa mà. Bỏ cái xương trứng. Món cà chua thế nào ấy? Ngon. Ngon. Cứ béo. Chứng tỏ là món cà chuột này rất ngon các bạn. Đúng là cái món cà chuột chứ danh luôn đấy. Ngon quá. Tuyệt vời. Ngon này các bạn. Đây thịt chuột này. Đây đúng món thịt chuột chứ danh luôn các bạn nhé. Lần đầu tiên tôi ăn thịt chuột. Và tôi nghĩ rằng là sinh tồn mà có những cái miếng thịt như này thì không thể nào bỏ qua các bạn ạ. Khi nướng kỹ nhé. Cho ít muối đây các bạn. Đây các bạn nhé. Mời các bạn nhé. Ngon các bạn ạ. Ngon hơn cả thịt gà luôn. Cái vị của nó gần gần giống thịt gà. Cái vị nó gần giống thịt gà các bạn. Ngon. Ngon. Ngon các bạn. Đây là món cá suối các bạn nhé, cá suối nướng. Tôi cũng không biết nó là món là con cá gì nữa. Tôi nghĩ nó rất ngon. Đây ăn đi. Làm ăn này thả. Đấy. Món ngon này. Đây. Món cá này rất ngon các bạn nhé. Nó ngọt hơn cá bình thường ở dưới suối rất nhiều luôn. Tôi chưa bao giờ ăn được một con cá mà nó lại ngon như này các bạn. Đây các bạn này, quá ngon luôn, cá này trắng tinh luôn.
chăm. Ừ, cái này em ăn nóng ăn ngon. Vừa nướng đâu ăn ngon đấy. Đây các bạn này, thịt trắng tinh luôn, ngon không? Quá ngon các bạn. Giờ này mình sang bên đường nứa cái đánh bẫy. Đánh bẫy thì từ đây sang từ đây. Chiều nay anh em tôi sẽ sang bên khu rừng bên kia để mà đánh bẫy các bạn nhé. Chưa đủ calo. Nó mới được với con chuột, con cá, ít rau rồi các bé. Chưa đủ calo được. Hôm qua thì cái cây cọ nước vẫn còn rất nhiều. Sáng nay thì anh em tôi đã đả hết một khúc rồi. Còn cũng được một khúc tầm này nữa. Rất ngon, phải nói là ngon thật. Cá ngon, chuột ngon các bạn ạ. Có tí chất đạm vào cái là thấy khỏe hơn anh ạ. Ngon hơn, khỏe hơn, có sức hơn. Em nghĩ là anh em mình nên đi ngủ trưa một lúc. Bây giờ đi ngủ. Em nấc này xong. Đi. Chúng tôi đi sẽ đi ngủ trưa một lúc các bạn ạ. Nè, đi lá chua vào cho nó đỡ. No rồi ta đi ngủ. Chiều nay thì anh em chúng tôi sẽ đi vào rừng để mà tìm kiếm xem có đồ gì ăn các bạn nhé. Con gì đấy anh? À, anh Tuấn Anh đã tìm thấy một tổ dưới rồi các bạn ạ. Còn không anh? Ra mất rồi. Chắc là ra mất rồi các bạn ạ. Thôi để tìm con khác đi. Còn phút nữa. Còn xin bờ, tìm xuống kia như giờ. Dạ. Kia giờ. Vâng. Nhìn đây có một cây sung hay sao các bạn ạ? Anh Tuấn kiểm tra xem phải cây sung không? Nếu mà phải cây sung thì coi tối nay anh em mình đã có đồ ăn. Chuồn quá, nguyên dốc rồi. Quá cao rồi. Phải không anh? Cây gì đây anh? Dạ. Cây gì đây anh? Dạ. Cây gì đây anh?
không phải cây khơi, không phải sung à? Thôi anh em tôi tưởng là cây sung nữa. Mừng hụt các bạn ạ. Vâng, lên trên đoạn. Đường này quá dốc và khó đi các bạn ạ. Đây này. Đây cái sung này. Đây có quả con đây. Đúng không? Đi ngược lên. Đúng cây sung rồi. Đây là cây sung các bạn nhé. Nhưng mà chưa thấy quả các bạn ạ. Đây, thử băm vào thì có nhựa các bạn này, nhựa chảy này. Nhựa rất nhiều luôn các bạn này. Vì cái cây này mọc gần suối nhá. Đây có quả non đấy các bạn này. Đây có quả non này. Đó. Ở đây là cây sung rồi các bạn ạ. Lên tiếp hả anh? Dạ. Ui mệt quá. Lên tiếp sang ngang anh ạ. Đi lên tiếp rồi sang ngang. Cao tiếp. Các bạn ạ, đường vô cùng khó đi luôn. Đó, trơn trượt. Các bạn thông cảm nhé, bởi vì đường trơn trượt này nha là máy quay nó không được giữ nguyên được. Đây này anh thưa này. Lên thẳng về. Cây sung này như kiểu là nó bị chết đó các bạn ạ. Đây các bạn này, cây sung này như kiểu bị chết. Lá nó rụng hết rồi. Hay là mùa này lá nó rụng các bạn nhỉ? Các bạn đã biết thông tin thì vui lòng comment ở dưới các bạn nhé. Lên tiếp xong mình ngang này ạ. Ôi thẳng quá các bạn ơi. Các bạn đứng này, nhìn này. Dốc đứng luôn. Kinh khủng. Lên tiếp xong đi ngang hay là như nào anh? Ui, dưới đây rộng quá. Ô, có chim ấy. Có chim anh ơi, chim hót. Anh Xuân cầm em con ra. Hát cái gai trên đầu đi xong mới lên được chứ. Cầm em cái. Đây các bạn này, rất nhiều dấu chân gà rừng nhá. Rất nhiều dấu chân gà rừng này các bạn này. Đây. Vết bới này, rất nhiều luôn. Quá nhiều vết bới chân gà rừng này. Đây các bạn này. Đây. Đó. Các bạn thông cảm nhé. Đường này dốc quá nên chắc là tôi sẽ tạm ngừng quay chỗ này nhé. Để tí nó lên trên tôi lại quay tiếp cho các bạn. Đây các bạn này. Đường lên kinh khủng lắm. Đây các bạn này. Tôi đi qua là cái chỗ dốc nguy hiểm rồi các bạn nhé. Tôi lại tiếp tục quay tiếp. Quá là rậm rạp luôn. Trước kia những cái năm 70, 80, toàn bộ khu rừng Tam Đảo này gần như chọc lóc luôn. Bị tất cả gọi là lâm tặc hay là người dân khai thác một cách kinh khủng khiếp. Dẫn đến tình trạng là từ đây lên tít trên đỉnh núi Mỏ Quạ nhá, đều không có cây to luôn. Sau những cái năm
9-2000 thì bắt đầu là cái nạn phá rừng được giảm thiểu rất nhiều. Vì kiểm lâm đã làm mạnh, nhà nước đã vào. Vì vậy là từ những cái năm đấy trở lại đây thì bắt đầu là cây gỗ bắt đầu nó phát triển tốt được. Nếu không thì có lẽ là trọc hướng không còn cái gì các bạn ạ. Thú rừng thì không có, hoa quả thì không các bạn ạ. Sinh tồn ở đây quả thực là khó khăn. Chúng tôi đứng bên kia nhìn thấy một cây sung nhưng mà khi trèo sang nơi thì lại không có quả. Anh ơi, hình như kia anh ơi, dưới này có một cây như kiểu cây sung này. Nếu có quả thì tối nay sẽ đỡ đói chứ không phải đói lắm. Mình kia đứng ở đây được. Chúng tôi phát hiện một cây sung các bạn ạ. Dạ. Cây sung này lại không có quả các bạn ạ. Quá buồn. Không có quả các bạn ơi. Không có quả các bạn ạ. Không có một quả nào luôn. Đây chúng tôi phát hiện một khe rất sâu các bạn ạ. Cực sâu luôn. Nó vươn nhìn như con vực rồi các bạn. Đây các bạn này. Anh Tuấn anh đã trèo xuống dưới rồi kìa. Ui nhìn cái hòm đá kìa, kinh chưa? Nhìn như cái hang ấy các bạn ạ. Nhìn như cái hang tối om luôn. Đây các bạn thấy không? Nhìn như một cái hang đá luôn các bạn này. Hai bên là hai bờ kè đá này. Kinh chưa? Tuy nhiên không có một cái gì để ăn luôn. Các bạn ạ, tôi nhìn thấy một hòn đá đen xì luôn. Không hiểu nó là đá gì luôn này. Đây các bạn xem này. Nó đen ánh rồi đấy các bạn ạ. Đây các bạn nhé, đây. Nó cứng như sắt đó các bạn ạ. Để tôi xem nó là hòn đá gì các bạn nhé. Đây các bạn này. Ở tất cả hòn đá xung quanh đây không hòn đá nào giống hòn đá nãy cả. Đây là hòn đá duy nhất khác biệt ở đây luôn các bạn ạ. Đen xì luôn, đen ánh luôn các bạn này. Mà nó rất nặng nhá, nặng kinh khủng luôn. Cái độ cứng của nó thì khủng khiếp luôn các bạn này. Đây. Nó nặng lắm các bạn ạ. Có lẽ đây là thiên thạch hay sao các bạn? Bạn nào có biết về đá này không? Nếu mà biết về hòn đá này thì các bạn hãy comment ở phía dưới các bạn nhé. Tôi thì nghĩ đây cũng có thể sẽ là thiên thạch các bạn ạ. Thiên thạch các bạn ạ. Nếu như đây nó là thiên thạch thì quả thực là một cái phát hiện tuyệt vời của Việt Nam các bạn nhé. Đây các bạn này, tôi đập mãi thì nó mới ra một cái này. Đây các bạn này. Không biết các bạn có nhìn rõ không? Đây các bạn này. Đây các bạn nhé.
Nếu ai biết đá gì thì hãy comment ở dưới các bạn nhé. Hôm nay muốn lấy hòn đá này thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi sẽ dẫn lên trực tiếp để lấy hòn đá này các bạn ạ. Còn hiện tại bây giờ thì anh em tôi chịu chết không mang nó về luôn. Một hòn đá khác biệt hoàn toàn so với những hòn đá khác ở khu vực này luôn các bạn. Tôi đi xuống đây. Đứng giữa cái con thác này, con gạch này kinh quá, sâu. Úi dồi ôi. Tiếp đất bằng mông an toàn các bạn ạ. Tiếp đất bằng mông. Củ rong có ăn được không anh? Dạ. Ở đây có một cái bưởi la rong các bạn nhé. Bưởi la rong để làm bánh chưng ngày Tết ấy. Như bưởi này rất nhỏ. Anh Tuân đã tìm thấy thức ăn các bạn ạ. Lon của cây này ăn được các bạn nhé. Đây là lá của nó các bạn này. Ăn nó vị thế nào anh? Khó lắm. Vị nó rất là khó ăn các bạn ạ. Không ngọt như cây dừa. Nó không ngọt như kiểu là cái cây cọ nước các bạn ạ. Cây này thì có thể ăn được các bạn nhé, nhưng mà nó không hề ngon một chút nào cả. Nó không ngon các bạn ạ. Đây có một vực rất sâu các bạn này. Chúng tôi đang phân vân là nên đi theo con vực này hay là đi thẳng lên trên. Quả thực ở đây hai bên là vách đá hết các bạn này. Hai bên là đá. Cho nên toàn bộ đá xô xuống đi rất nguy hiểm các bạn nhé. Đá hai bên bờ nó sẵn sàng đổ sụp xuống bất cứ lúc nào các bạn ạ. Các bạn thấy không? Nó dốc đứng luôn các bạn này. Dốc đứng luôn.
Để đi xuống thì vô cùng khó khăn luôn các bạn nhé. Anh Tuấn đã xuống trước rồi các bạn. Các bạn đợi tôi một chút nha, để tôi tạm dừng máy quay để trèo xuống nữa các bạn ạ. Không, ở đây rất là nguy hiểm các bạn nhé. Các bạn này, tôi đã xuống đến nơi rồi các bạn nhé. Đây, đã xuống đến nơi rồi. Bạn nhìn từ chân thác nhìn lên các bạn này, thấy không? Kinh khủng chưa? Quá cao luôn. Tít trên này này này, ôi hồ. Cao cực kỳ luôn các bạn. Đây có một cái cây này, cây nó mọc, treo leo chưa? Đó. Rất hay các bạn này. Bây giờ thì tôi lại xuống khám phá tiếp các bạn. Các bạn ạ, khi đi vòng quanh hồ thì chúng tôi đã gặp thấy một cái lưới rách. Và anh Tuân anh sẽ quyết định là tận dụng cái lưới rách này các bạn nhé. Để mà anh ấy sẽ gỡ cái lưới này ra. Để anh ấy sẽ làm một cái cước để câu cá các bạn ạ. Tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ tận dụng được tốt cái lưới này. Lưới này thì nó rách nhiều quá rồi, không thể dùng được nữa. Tuy nhiên như là cái này thì có thể để mà gỡ thành một cái cước câu rất tốt các bạn ạ. Đây anh Tuân bắt đầu gỡ cước các bạn nhé. Nhưng công nhận là cái công đoạn của cái gỡ cước này nó sẽ rất mất thời gian. Thành ra là anh sẽ gỡ xong tôi sẽ quay cái thành phẩm cho các bạn nghe xem các bạn nhé. Bây giờ thì hai anh em tôi bắt đầu là câu cá các bạn ạ. Câu cá để mà cải thiện bữa ăn các bạn nhé. Đây các bạn này. Đó, anh Tuấn đây là câu cá. Hy vọng rằng chiều nay sẽ kiếm được chút cá để ăn các bạn nhé. Không biết có được cá hay không nhưng tôi sẽ đốt lửa trước để mà nếu được cá thì nướng mà không thì sưởi các bạn ạ. Đưa một con cá bống các bạn ạ. Được cá bống suối kìa. Quá tuyệt vời. Để gọn vào nhé, để gọn vào. Đây các bạn này. Cá bống suối các bạn ạ. Đây cá bống suối này. Tuyệt vời không? Anh Tuân anh lại câu được một con cá này. Đây cá trôi đá các bạn nhé. Đặc sản của vùng suối Tam Đảo các bạn ạ. Cái loại cá này thì nó ăn ở tít trong khe sâu cơ. Mà rất hiếm bắt được cái loại cá này các bạn ạ. Cái loại này thì ngửi mùi không hề tanh các bạn nhé. Không hề tanh một chút nào luôn. Mà nó có mùi thơm thơm đặc trưng riêng của nó. Nó không có mùi tanh như cá thường các bạn ạ. Anh cứ để tạm mấy tí nó nướng không sao đâu. Để nó dãy mất. Không sao. Dãy bắn. Đây con này bống dãy bắn hết cho rồi. Nhóm nửa đi. Thế để em nhóm nửa nha. Để tiếp cho nó. Nó ngon. Đây, bật nửa đi. Cá đây các bạn nhé. Đấy cá, đây là cá bống. Đấy, đây là cá chuối đá nhé. Rất là ngon. Đây cầu cào. Bắt được mồi không anh? Bắt được. Thế là câu cầu cào nhạy.
các bạn tôi bắt cào cào này để làm mồi câu nhé. Ấy con cào cào này nhé. Chưa con đứa các bạn. Mình kẹp vào cái gì không đập nó cả. Đập. Lên lên dao ra. Lên lên, ra không lên dao lại đập cho các có lẽ tối nay anh em chúng tôi không lo đói cho các bạn ạ. Mệt, hôm nay rất mệt các bạn ạ. May là anh Tuấn anh rất sát cá và anh đã câu được 3 con cá rồi. Không biết từ dần tối thì có câu thêm một con gì không. Thì đây có lẽ là cái bữa ăn ngon nhất của chúng tôi tính đến thời điểm hiện tại các bạn ạ. Nhưng có một điều hay là sáng nay thì anh Tuấn anh đã gỡ nhặt được một cái mảnh lưới rách và anh đã gỡ lại cắt ra thành một cái cước sợi dây câu rất tốt rồi. Và anh lấy cái anh chỉ để làm cái lưỡi. Và hôm nay là chúng tôi đã có được món cá ăn này. Thật tuyệt vời các bạn ạ. Thế nên cái kinh nghiệm sống nó vô cùng quan trọng các bạn ạ. Dùng bỏ đi để tái chế được ra những đồ mình dùng. Này, giờ này lâu thế chưa thấy cắn. Thật câu. Mấy ngày liền mới được một cái bữa ngon như này ra là tôi cảm giác nó ứa hết cả nước miếng luôn. Thèm quá các bạn. Các bạn ạ, cái dòng cá trôi suối này ấy, thì những con nào to nhất ấy, thì nó cũng chỉ bằng cái chuôi dao này thôi các bạn này. Nó không to hơn nhé. Mà đặc biệt cá này thì nó sẽ không có mùi tanh một bất cứ một tí gì cả. Thịt nó rất là thơm luôn, các bạn có thể tra Google hoặc là tìm tài liệu về nó. Rất là ngon luôn các bạn. Nhìn cái loại cá này thì nó gần gần giống với lại cái cá dầm xanh của cái sông Đà các bạn nhé. Các bạn ạ, dâu mấy ngày mà dâu nó đã mọc lồm xồm hết rồi. Có lẽ ăn nguyên chuối này nhá, là tốt dâu rồi. Ô, lại đứng nữa. Được rồi, được. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Có phải con này là to hơn các con vừa câu các bạn nhé? Này không to mấy. Anh em chúng tôi câu được khoảng tầm 40 phút rồi. Thì được 4 con, trung bình là cứ 10 phút được một con các bạn ạ. Thế như này từ giờ đến tối là có lẽ là chúng tôi sẽ hy vọng rằng nó sẽ có cái lượng protein đủ để cung cấp cho một ngày các bạn. Đây các bạn nhé. Cá nướng chín đấy các bạn này. Quá ngon luôn các bạn ạ. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời ông mặt trời luôn này. Thơm ngát các bạn ạ. Cá suối thì ngon rồi. Để lên cho nóng anh nhé. Em để đây cho nóng anh vào thì em nhé. Anh rửa tay đi, rửa tay để ăn. Tôi không biết bắt cá nhưng mà tôi nướng cá rất ngon các bạn ạ. Sao quay con kia ra rồi. Mời các bạn cùng thưởng thức với tôi nhé. Đây các bạn này. Tôi sẽ ăn phần đuôi, sau đó cho anh Tuân cái phần trên các bạn. Phải nói là nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn các bạn nhé.
Cá thịt rất chắc, thơm các bạn ạ. Cực thơm luôn, không hề có vị tanh nào cả. Người dân địa phương ở khu vực này ấy, họ cũng hay thường thường sử dụng cái cá này để mà ăn cái món cá nhảy các bạn ạ. Có nghĩa là thả trực tiếp vào một số cái nguyên liệu gia vị vào, sau đó sẽ ăn sống trực tiếp luôn. Cá vẫn đang nhảy trong chậu và ăn bình thường các bạn ạ. Vì cá này không hề tanh các bạn nhé. Quá tuyệt vời các bạn. Đặc biệt loài cá này nhìn ra còn giống cái cá trôi ở dưới xuôi các bạn ạ. Nhưng mà nó không phải là cá trôi nhé, mà nó là cái món cá trôi đá. Đây các bạn này, đây cá bông suối nhá. Ngọt thế. Ngon tuyệt vời luôn các bạn này. Có tuyệt vời. Rất rất ngon. Ngon này có tôi thể ăn no được các bạn. Trời đã đổ về chiều rồi, thời tiết hơi lạnh các bạn ạ. Vừa đốt lửa bên bờ suối, vừa câu cá, vừa nướng cá, nhâm nhi từng những cái vị ngọt của thớ thịt cá, nó thật là tuyệt vời các bạn ạ. Có lẽ đây là một trong những cái trải nghiệm mà tôi thấy vô cùng thú vị. Được rất nhiều các bạn ạ. Được gần một đủ ủng rồi. Được quá, hôm nay gặp đàn cá. May quá, mà hôm nay thực ra cũng không có cái gì để đựng cả, nên ra là anh em tôi quyết định cho ủng luôn các bạn nha. Có lẽ là ủng của tôi đi đường xa nó thơm quá, cá nó ngất hết các bạn ạ. Nhìn nhá, thấy chưa? Ok, hình như cái loại này là nó rất là nhanh chết các bạn ạ. Nó không như kiểu các loại cá khác. Cá khác nó còn sống được, nhưng cá này nó nhanh chết quá. Cũng có thể là nó dị ứng với cái ủng của tôi thì phải. Thôi chúng ta đi về để mà chuẩn bị nghỉ ngơi. Đây là đêm thứ tư. Anh em chúng tôi sống trong rừng, biệt lập hoàn toàn với lại xã hội. Ăn uống thì tự tìm, săn bắt, hái lượm. Quả thực là rất mệt, tiêu tốn rất nhiều calo. Tuy nhiên thì hôm nay thì anh em tôi cũng có những cái thắng lợi nhất định, đó là bắt được rất nhiều cá và cũng bắt được con chuột, hái được một số rau nhất định. Hy vọng rằng là ngày mai anh em chúng tôi cũng sẽ may mắn như vậy. Ngày mai thì anh em chúng tôi sẽ đi xa hơn, sâu hơn, khám phá những nơi mà chưa hay khám phá, để mang đến cho những các bạn những cái điều thú vị và những trải nghiệm nhất định. Và đặc biệt hôm nay thì tôi tìm cái hòn đá nó như kiểu là thiên thạch ấy, mà cũng không biết nó là cái đá gì luôn. Những ai mà coi video xem và biết nó là đá gì thì hãy comment xuống dưới cho chúng tôi biết nhé. Hẹn các bạn vào ngày mai. Xin chào, chúc ngủ ngon nhé.